tôi trượt cát. Đây là đồi cát ở bãi cát sông Lam, Ba La, Vành Đồng. Ai dậy sớm đi xa đồng, cả hừng đông đang chờ đón. Đây là buổi chiều trên bãi cát sông Lam. Bên kia là núi Quyết, đây là phía tây. Đấy, dáng trời chiều đấy. Trời đi nằm nằm xuống kê trên cái thảm đấy, nó bay tích cực luôn. Sợ thì trượt thử chỗ ngắn đi. Trượt đây trèo lên lâu. Đây được, xuống ở dưới kia em đấy. Không, con đặt thảm xuống. Thế ngồi lên trên thảm ấy, nó mới trôi xuống chứ. Ôi, nhà thần thượng nhện là sao? Nhện ở đâu ra đấy? Nào, xuống đây. Mẹ, xuống đây. Mẹ chờ trước đi. Đây đây, mẹ làm mẫu cho. Này, tay này. Mẹ, quả đây này, còn có cái đường này rồi thì đây. Đây, sao đâu? À, con cầm muốn quay luôn, con cầm muốn quay được con. Rồi, con này con ơi. Đấy, ngồi lên đấy, có cái đường vành đấy, mình còn phải đẩy đẩy được cơ ấy. Con xuống. Con xuống lên này này, chuột thi cùng anh này. Đảm bảo tí nữa không còn về luôn. Cầm cả thảm luôn. Êm cực. View. Ê, thả đít cho nó xuống. Được không? Chỗ nào càng chỗ nào càng dốc càng trơn nó thích hơn. Ơi. Ôi bon đứng đây đẹp quá. Ờ, có mặt trăng kìa. Mặt trăng cao nhỉ? Ờ. Anh bay đi. Con xuống trượt này. Anh im trượt được rồi này. Leo lên. Leo lên. Bấm bấm bám chân. Nhưng mà không phải đi đâu, thảm luôn đâu. Thảm đây. Thảm đây con này. Không, không thảm. Không. Không bao trượt đít được đấy này. Xuống đây. Con chỗ này dốc rồi. Dốc mà mới tuột được. Nhìn này, nhìn này. Nhìn này. Trèo, trèo lên, trèo lên. Đây là cát xây nhà. Bấm chân vào đây nó sẽ có cái bậc này. Nhưng mà em có cửa đây. Đây trượt đây mới trượt được. Cát êm lắm. Mẹ, leo núi luôn à? Học môn leo núi luôn à? Bám vào, bám vào cục đất nó đất nó lở. Rồi đây này, trượt đây này. Đấy, ngồi lên đây. Ngồi lên đây. Ngồi lên khỏi bẩn đúng quần thôi. Tắm đi, về ra tắm. Mẹ ngồi đây. Chỗ này có cái bậc để ngồi. Con ơi. Đấy, nó còn không trôi ý. Đúng không? Thả lỏng người, ổn người xuống. Đấy, dốc đấy nó mới xuống. Hơn cả cầu trượt luôn. Ngồi lên đây này. Nó tụt xuống. Nó mới trơn. Thế con ngồi lên đây. Ngồi lên đây. Ngồi đây con nằm xuống như cầu trượt ấy.
Cầm cầm cả thảo lên chứ. Con trượt đi. Trượt trượt phát đầu tiên. Con ở đây. Sang đây. Con ra con trèo. Trượt sang bên này. Rồi ngồi lên đây. Đây anh phải thi đua với anh. Thi đua với anh ơi. Một cân vào mà nó tụt tụt ra đó. Một cân vào. Cân vào thảo đi. Con đi. Một cân vào. Thôi để anh biến sang ngồi.